Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ tới các bạn thêm một món kem đóng túi nữa, đó là kem chuối. Từng miếng kem chuối khi ăn với hương thơm thoang thoảng của trái chuối chín, vị ngọt, béo, bùi của nước cốt dừa và lạc rang. Những miếng kem mềm, mịn, không hề dăm đá. Và cách làm món kem chuối đóng túi này rất đơn giản, không cầu kỳ, không cần máy làm kem. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình thực hiện nhé. Mình có chuẩn bị ở đây 20g bột năng. Mình sẽ cho vào 50ml nước lọc để hòa tan bột năng. Tiếp theo mình sẽ cho vào trong một cái nồi 200ml sữa tươi, 160ml nước cốt dừa, 120ml sữa đặc, 100ml kem béo thực vật Greek. Sau đó bóc nồi hỗn hợp sữa lên bếp. Mình để lửa nhỏ để đun hỗn hợp sữa nóng lên. Khi hỗn hợp sữa đã bắt đầu nóng, mình sẽ cho bột năng ban nãy đã hòa tan cùng nước rót vào trong hỗn hợp sữa và khuấy đều. Rồi sẽ tiếp tục để lửa nhỏ và nấu cho nồi hỗn hợp sữa này sôi lên. Khi mình đun sôi thì nồi hỗn hợp sữa này sẽ bắt đầu sánh lại. Mình sẽ đun cho nồi hỗn hợp này sôi đều khoảng tầm 1 phút thì sẽ tắt bếp đi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 300g chuối chín. Ngoài ra thì các bạn có thể cho thêm mít cũng được nhé. Chuối mình sẽ đem lột vỏ. Và sau đó đem thái nhỏ ra nhé. Thái nhỏ chuối xong thì mình sẽ cho hỗn hợp sữa ban nãy mình đã nấu vào cùng. Tiếp theo thì mình cho vào 50g lạc rang, giã dập một chút. Và 30g dừa nạo sợi. Nếu các bạn cho thêm mít thì có thể thái nhỏ miếng mít và cho thêm vào. Rồi mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên. Trộn xong thì mình thu được hỗn hợp kem chuối rất là đặc và thơm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị túi để đóng kem nhé. Mình sẽ sử dụng túi đóng sữa chua có kích thước là 4x16. Và các bạn có thể cho hỗn hợp kem vào trong những cái túi bắt kem. Mình bóp vào trong túi cho dễ. Hoặc bạn nào không mua được túi bắt kem thì các bạn có thể sử dụng phễu giống như mình. Mình sẽ múc hỗn hợp kem đổ vào phễu để cho chảy xuống dưới túi. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng dây nịt hoặc là dây chỉ mình buộc miệng túi lại là mình đã có được những túi kem chuối rồi. Sau khi đóng kem vào trong túi xong thì mình sẽ cho những túi kem chuối này vào trong ngăn mát tủ lạnh một ngày. Sau một ngày mình sẽ cho những túi kem này lên trên ngăn đông, chờ cho kem đông lại là được. Và đây là thành phẩm những túi kem chuối của mình sau khi mình đã cho vào trong ngăn đông. Lúc này kem đã đông lại hoàn toàn. Những túi kem chuối sau khi được làm đông nhưng kem vẫn rất là mềm, mịn, không hề bị cứng hay dăm đá. Khi mình ăn thì sẽ cảm nhận được vị kem rất là béo, thơm hương vị của chuối, vị bùi bùi của lạc rang và dừa nạo sợi. Các bạn hãy làm món kem chuối đóng túi này và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm món kem đậu đen đóng túi. Đây là một món kem quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Và là một loại kem khá dễ làm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện nhé. Ở đây mình có chuẩn bị 300g đậu đen và mình đã ngâm với nước.
để loại bỏ hết những hạt bị sâu, mốc và ngâm cho đậu đen nở. Sau khi ngâm xong thì mình sẽ rửa sạch. Mình cho vào nồi, sau đó đổ vào 2 lít nước và cho vào 200g đường vàng. Rồi đem đi nấu để cho những hạt đậu đen chín mềm. Đậu sau khi đã được nấu cho chín mềm, mình sẽ lấy ra 100g đậu đen để nguyên hạt để một lát mình cho vào trong túi kem. 200g hạt đậu đen còn lại thì mình sẽ cho vào trong máy xay. Sau đó đổ 1/2 nước đậu đen vào. Rồi mình sẽ đem xay thật nhuyễn đậu. Xay xong thì mình sẽ đổ phần đậu đen đã xay nhuyễn vào trong một cái nồi. Tiếp theo mình sẽ cho vào 150ml kem béo thực vật Rich. Mình cho vào 200ml sữa đặc. Nếu các bạn muốn kem ngọt hơn thì có thể cho thêm sữa đặc. Sau đó mình cho nốt nước đậu đen còn lại vào. Và sẽ cho thêm 100ml sữa tươi. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng loại bột béo này để làm kem đậu đen. Bột béo này thì các bạn có thể thay cho nước cốt dừa. Sẽ lấy ra 30g bột béo, sau đó cho vào 50ml nước lọc và khuấy đều để cho bột béo tan hết ra. Giờ thì mình sẽ bắc nồi hỗn hợp đậu đen lên trên bếp để đun. Sau khi đun cho hỗn hợp nước đậu đen này nóng lên thì mình sẽ từ từ đổ bột béo ban nãy đã khuấy tan với nước vào trong nồi kem đậu đen. Rồi mình tiếp tục đun cho hỗn hợp kem đậu đen sôi lên và hơi sánh lại thì sẽ tắt bếp đi chờ. Bây giờ mình sẽ sử dụng những túi sữa chua để đóng kem. Mình sẽ lấy đậu đen ban nãy đã để lại và cho vào bên trong túi kem. Sau khi hỗn hợp kem đậu đen nguội thì mình sẽ rót vào trong những túi đã đựng sẵn hạt đậu đen. Rồi mình sẽ buộc túi lại, như vậy là mình đã có được một túi kem đậu đen rồi đấy. Cứ như thế thì các bạn sẽ làm cho tới hết nha. Sau khi đóng túi, mình sẽ cho những túi kem đậu đen này vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng tầm nửa ngày. Rồi sẽ cho lên trên ngăn đông để cho kem đông lại. Sau khoảng một ngày cho lên ngăn đông thì những túi kem cũng đã bắt đầu đông lại rồi. Vậy là mình đã có được những túi kem đậu đen tuổi thơ để thưởng thức rồi. Kem sau khi mình cắt ra thì các bạn có thể thấy kem rất là mềm, mịn, không bị cứng hay răm đá. Khi ăn thì kem vừa thơm, béo và bùi bùi. Rất là ngon. Các bạn hãy làm và thưởng thức món kem tuổi thơ này nhé. Chúc các bạn làm thành công.